Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 27 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin những khoản nợ khủng của doanh nghiệp nhà nước. Trong khi những đồng vốn tư nhân được doanh nghiệp chất chiêu từng đồng từng cắc, thì các đồng vốn của nhà nước thoải mái hao hụt, thua lỗ và bị tham nhũng vô tội vạ. Bất kể kinh doanh trong nước hay đầu tư ra nước ngoài, ít khi thấy có ai đứng ra chịu trách nhiệm. Đằng sau những khoản nợ khủng, kể cả lũy tiến hay phát sinh, là cả một vấn nạn quốc gia đang kéo cỗ xe chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam lao xuống dốc không phanh. Các hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, các kỳ họp Quốc hội lúc nào cũng có các cuộc đăng đàn diễn thuyết, nhưng tình hình chẳng mấy biến chuyển, thậm chí ngày càng tồi tệ đi. Tính đến cuối năm 2020, các doanh nghiệp nhà nước lỗ lũy kế hơn 30.000 tỷ đồng. Đây chỉ là con số nổi trên tảng băng chìm còn lớn hơn. Đây là hình ảnh dư luận đang xôn xao vì có tin Việt Nam Airlines xin nhà nước hỗ trợ 12.000 tỷ và Quốc hội đã giơ tay đồng ý. Tuy nhiên, dù vay được 12.000 tỷ thì dư tiền cuối năm cũng chỉ còn có 397 tỷ đồng. Lỗ sau thuế năm 2020 là 15.177 tỷ đồng. Các khoản lỗ ở trong nước, doanh nghiệp nhà nước trong những năm qua có đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân. Đánh giá chính thống bao giờ cũng nhận xét như vậy. Những đánh giá ấy là theo mạch cũ, kinh tế nhà nước có vai trò then chốt là lực lượng vật chất quan trọng của xã hội. Thực tế, vai trò của doanh nghiệp nhà nước đang bị thách thức nghiêm trọng. Theo số liệu báo cáo của Chính phủ về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2020, cả nước đã ghi nhận 807 doanh nghiệp có vốn của nhà nước, trong đó có 459 doanh nghiệp là 100% vốn nhà nước, 187 doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% vốn và 161 doanh nghiệp nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn. Tính hết năm 2020, tổng vốn nhà nước đang đầu tư tại 807 doanh nghiệp là hơn 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2019. Trong đó, doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là hơn 1,4 triệu tỷ đồng và các doanh nghiệp còn lại là 151.000 tỷ đồng. Tổng doanh thu nhóm doanh nghiệp có vốn nhà nước mang về đạt 1,9 triệu tỷ đồng, giảm 12% so với năm 2019. Lãi phát sinh trước thuế đạt 162.000 tỷ đồng, giảm 22% so với năm 2019. Đáng chú ý, trong tổng số 807 doanh nghiệp nhà nước góp vốn, thì có 119 doanh nghiệp ghi nhận lỗ phát sinh lên tới 15.740 tỷ đồng. Trong đó, 79 doanh nghiệp nhà nước là nắm giữ từ 15% vốn trở lên, với tổng số lỗ phát sinh tới 15.412 tỷ đồng, là chiếm tới 97,8%. Đây là hình ảnh, dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, ông Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vinashin, đã bị xử 25 năm tù giam vì cố ý làm trái, dẫn đến Vinashin lỗ 1.000 tỷ đồng và vô số hệ lụy khác chưa thống kê hết. Lỗ phát sinh là số chênh lệch âm thu về tính thuế, chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang. Bên cạnh đó, tính tới thời cuối năm 2020, có 169 doanh nghiệp ghi nhận lỗ lũy kế trên 33.750 tỷ đồng. Chủ yếu là từ nhóm doanh nghiệp nhà nước với tổng số lỗ lũy kế là 30.935 tỷ đồng. Lỗ lũy kế là sự suy giảm về tài sản, được hiểu là giá trị ghi trên sổ sách nhiều hơn giá trị thu hồi thực tế của tài sản đó. Tính riêng nhóm 73 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, công ty mẹ, công ty con, báo cáo của Chính phủ cho biết có 5 tập đoàn tổng công ty ghi nhận lỗ phát sinh trong năm 2020 với tổng giá trị lên tới 3.262 tỷ đồng. Dẫn đầu về số lỗ phát sinh là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam với 1.656 tỷ đồng. Theo sau là Tổng công ty Đường sắt Việt Nam với lỗ phát sinh là 1.182 tỷ đồng. Còn lại là Tổng công ty Cà phê Việt Nam lỗ phát sinh là 77 tỷ đồng. Các công ty như MTV 622 tỷ đồng và Bộ Quốc phòng lỗ phát sinh 29 tỷ đồng và Tổng công ty Du lịch Sài Gòn lỗ phát sinh 318 tỷ đồng. Đây là hình ảnh dự án mở rộng giai đoạn 2 gang thép Thái Nguyên bị bỏ hoang. Kết thúc năm 2020, ghi nhận 11 tổng công ty tập đoàn nhà nước còn lỗ lũy kế là 11.464 tỷ đồng và 7 công ty mẹ còn lỗ lũy kế hơn 6.000 tỷ đồng. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cũng đứng đầu trong danh sách lỗ lũy kế tới 5.392 tỷ đồng. Các đơn vị tiếp đó là Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lỗ 3.170 tỷ đồng,
Tổng công ty Cà phê Việt Nam 848 tỷ đồng, Tổng công ty 15 655 tỷ đồng, Tổng công ty Du lịch Hà Nội gần 47 tỷ đồng và vô số các doanh nghiệp nhà nước khác cũng lỗ. Trong số 386 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước ở các bộ ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì ghi nhận 44 doanh nghiệp lỗ phát sinh với tổng giá trị 153 tỷ đồng. Trong đó 78 doanh nghiệp độc lập còn lỗ lũy kế lên tới 1.733 tỷ đồng. Còn ở nhóm doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% vốn, có 30 trên tổng số 187 doanh nghiệp báo cáo lỗ phát sinh với tổng số lỗ hơn 12.000 tỷ đồng. Theo báo cáo hợp nhất, một số doanh nghiệp có lỗ phát sinh lớn nhất là Tổng công ty Hàng không Việt Nam, lỗ 11.000 tỷ đồng. Công ty Truyền hình số vệ tinh Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam lỗ 265 tỷ đồng. Tổng công ty Lương thực miền Nam lỗ 210 tỷ đồng. Tổng công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam lỗ 154 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp lỗ 102 tỷ đồng. Cũng ở trong nhóm doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% vốn, có 35 doanh nghiệp ghi nhận tổng số lỗ lũy kế gần 17.740 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2020. Và con số cứ thế kéo dài ra mãi. Và đầu tư ra nước ngoài cũng bị lỗ tới 1,1 tỷ đô la Mỹ. Đây là hình ảnh dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông đội vốn gấp 2 lần đã thi công mất 11 năm, chưa biết ngày chính thức vận hành, đã phải trả lãi cho Trung Quốc tới 152 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2020, có 46 dự án đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp nhà nước cũng lỗ lũy kế. Doanh nghiệp nhà nước đầu tư ra nước ngoài hơn 6,7 tỷ đô la, đang lỗ trên 1,1 tỷ đô la. Liên quan đến tình hình đầu tư ra nước ngoài của khối doanh nghiệp nhà nước, có 28 doanh nghiệp đã thực hiện tổng cộng 131 dự án đầu tư ra nước ngoài. Riêng trong năm 2020, có thêm dự án đầu tư mới tại Lào của Tổng công ty Hợp tác Kinh tế. Lỗ lũy kế tính đến ngày 30 tháng 12 năm 2020, vốn đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp nhà nước là 6,7 tỷ đô la, tức là bằng 50% vốn đã đăng ký. Riêng số vốn đầu tư ra nước ngoài trong năm 2020 của các doanh nghiệp nhà nước là khoảng 129 triệu đô la. Nguồn vốn này chủ yếu tại các công ty con của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam EGK, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Báo cáo cho hay các tập đoàn tổng công ty nhà nước đang đầu tư tại 26 quốc gia trên thế giới. Theo đó, các dự án chủ yếu tập trung ở lĩnh vực dầu khí, viễn thông, trồng và chế biến cây cao su, khai thác khoáng sản. Cụ thể, lĩnh vực trồng, chế biến cao su đứng đầu với 33 dự án. Tiếp theo là lĩnh vực viễn thông với 32 dự án và lĩnh vực dầu khí với 31 dự án. Xét theo vùng lãnh thổ, số dự án các doanh nghiệp nhà nước đầu tư vào Campuchia là lớn nhất với 41 dự án. Đây là hình ảnh Tổng công ty Đường sắt Việt Nam với lỗ phát sinh năm 2020 là 1.182 tỷ đồng. Và đứng thứ hai, Việt Nam đầu tư là sang Lào với 32 dự án, theo sau là Malaysia, Singapore, Nga, Myanmar và Peru, với số dự án khoảng từ 4 đến 9 dự án. Cũng trong năm 2020, có 61 dự án đầu tư ra nước ngoài có lợi nhuận, tổng lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 426 triệu đô la, giảm 138 triệu đô la so với năm 2019. Bên cạnh đó, tính đến cuối năm 2020, có 46 dự án đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp nhà nước cũng bị lỗ lũy kế, với tổng số lỗ lũy kế đã lên tới 1,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 120 triệu đô la so với năm 2019. Như vậy là càng làm thì các doanh nghiệp nhà nước càng lỗ. Trong năm 2020, nhiều dự án đầu tư ra nước ngoài tiếp tục gặp khó khăn, tiềm ẩn rủi ro, chưa có hiệu quả đầu tư nhưng họ vẫn làm. Lý giải nguyên nhân, báo cáo của chính phủ đưa ra, ngoài các vấn đề về năng lực quản lý, quản trị rủi ro, năng lực dự báo thị trường và kinh nghiệm trong đầu tư ra nước ngoài, thì các chính sách đầu tư ở nước sở tại, đặc biệt là tác động của dịch bệnh COVID-19, cũng khiến cho tình hình hoạt động của các dự án bị ảnh hưởng tiêu cực hơn so với năm 2019. Hiện tại, nhiều dự án tiếp tục gặp khó khăn như các dự án khai thác, thăm dò dầu khí, các dự án trồng và chế biến cây cao su. Một số dự án viễn thông có số lỗ lũy kế lớn hoặc là mất quyền kiểm soát và rủi ro tỷ giá. Ngoài ra, một số dự án không hiệu quả thuộc các lĩnh vực khác vẫn đang hoạt động hoặc dừng triển khai, như dự án khai thác muối mỏ Kali tại Lào, dự án khai thác khoáng sản Chong Teng tại Campuchia. Và số lỗ này chưa biết đến bao giờ dừng. Cuối cùng, các doanh nghiệp nhà nước lại được
điều vốn, và đấy chính là tiền thuế của người dân phải đóng mà họ không được hưởng gì. Phía sau đó có thể là những nhóm lợi ích chia sẻ những lợi nhuận, những khoản đầu tư không có thật ở đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Tư ngày 27 tháng 10 năm 2021 với bản tin Những khoản nợ khủng của doanh nghiệp nhà nước. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.